Bẩm báo thủ lĩnh, Tiêu Nhung đã 39 tuổi, trước mắt chưa lập thái tử. Hai vị hoàng tử đều vì chuyện lời nguyền mà cố tình né tránh hoàng vị. Trước mắt trạng thái của đại hoàng tử Tiêu Hòa thế nào? Cả ngày giả vờ ăn chơi phóng đãng, say bí tỉ ở Túy Xuân Lâu. Nhưng hoàng đế Bắc Diên lại đem quận chúa của Đông Linh gả cho Tiêu Hòa. Thủ lĩnh xem, chỉ là dạy chết mà thôi. Một quận chúa thì làm được trò trống gì? Dương gia, hôm nay là ngày đại hỷ của người đấy. Kiệu hoa của Đông Linh đã vào thành rồi. Phụ hoàng muốn dựa vào chuyện liên hôn để ép ta lên ngôi thái tử. Ta lại càng ăn chơi thỏa thích ở Túy Xuân Lâu vào ngày đại hôn. Tiểu thư, Tề Dương này thật sự quá đáng, không hề xem Đông Linh ra gì. Người dù sao cũng là quận chúa Bình Tiên, do đích thân hoàng đế Đông Linh sắc phong. Hôm nay là ngày đại hôn, ngày ấy không đến đón thì thôi, nghe nói ngày ấy cùng một đám nữ tử say sưa ở Túy Xuân Lâu, quả là quá đáng quá đi mất. Túy Xuân Lâu mà ngươi nói là chỗ như thế nào? Nghe nói là thanh lâu có tiếng nhất ở thành Bắc Diên. Dừng kiệu, dừng, đặt xuống. Chuyển hướng sang Túy Xuân Lâu, xuất phát. Dương gia, không, không xong rồi. Quận chúa của Đông Linh đã đuổi tới Túy Xuân Lâu rồi. Người mau trốn đi. Cô ta đến thì sao? Ta chẳng lẽ lại sợ cô ta? Các người cứ đợi ở đây. Các người cứ đợi ở đây, mình ta vào là được. Đi. Tiểu thư, người thân mang trọng trách. Tiểu thư đừng làm bậy đấy. Dương gia, cuộc hôn nhân này là do đích thân bệ hạ ban cho. Tiểu nhân sợ nếu người làm to chuyện thì không biết phải giải thích với bệ hạ thế nào. Chính cô ta quyết tâm muốn lấy bổn dương thì phải tuân theo quy định của Tề Dương phủ của ta. Hôm nay ta sẽ lập quy tắc cho cô ta. Cô chính là Phó Kỳ. Cô đến đây cũng vô ích. Cô đừng hòng bắt bổn dương giống như những nam nhân khác. Dù sao bổn dương đây cũng là... Ôi, trời ơi, ai cũng đúng là da dẻ mịn màng, da trắng mặt xinh. Chuyến này ta tới đây đúng là xứng đáng. Cô đừng chơi trò này với bổn dương. Ngươi xây ra. Các cô nương vừa nãy đang chơi gì thế? Hành tử lệnh à? Hành tử lệnh à? Cái này ta rành lắm. Ta sẽ dạy cho các cô trò mới hơn nhé. Nữ nhân này, bổn dương đang nói chuyện với cô đó. Ngươi im đi. Cứ kệ hắn. Các cô ngay ra làm gì? Tiếp tục tấu nhạc đi. Tiếp tục múa đi. Nào nào, bắt đầu đi. Bắt đầu từ đây. Cô ta bị làm sao thế nhỉ? Tề Dương, con càng ngày càng ngang ngược. Chuyện trẫm ban hôn mà con cũng dám làm trái. Ngày thành hôn lại dám chạy ra ngoài chơi bời. Thưa phụ hoàng, cuộc hôn nhân này cũng không phải do nhi thần muốn. Nếu không phải là để báo thù cho cha ta, ta còn lâu mới thèm gả cho ngươi. Chính phụ hoàng cho nhi thần liên hôn để củng cố liên minh với Đông Linh. Nhi thần đã làm theo ý của người rồi. Nhi thần đã đưa xính lễ, đội rước dâu cũng đến rồi. Còn những chuyện khác, phụ hoàng, người hiểu nhi thần mà. Nhi thần không làm được những chuyện giả dối. Cảm thấy con vô tình vô nghĩa thì có. Người ta là quận chúa do hoàng đế Đông Linh đích thân sắc phong. Người ta lấy con, con có gì mà thiệt thòi? Thiệt thòi cái gì mà lại chạy đến Túy Xuân Lâu? Đúng, Túy Xuân Lâu à? Những cô gái ở đó có đẹp bằng cô ấy không? Có à? Thật à? Con xem con. Là người ta giận tới mức nói bậy nói bạ rồi kìa.
Không phải, không phải ạ. Nhi thần nói thật đấy, những cô gái ở đó đều rất xinh đẹp. Còn thấy, nếu Dương gia muốn thì cứ nạp hết họ vào phủ, như thế càng đông người càng vui mà. Hơn nữa, dân gian có câu nói rất hay, càng đông người thì càng phát tài, nhiều người nhiều lộc mà. Điên rồi. Mẫu phi của con trước đây cũng thế, miệng thì nói không sao, nhưng nửa tháng không thèm đối hoài tới ta. Nữ nhân ấy mà toàn nói ngược. Trẫm là người từng trải, trải chuyện đời nhiều hơn con. Dân thưa phụ hoàng. Trẫm đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lập thái tử. Tề Dương sau này phải cố gắng hơn để san sẻ với trẫm, cố lên. Sau này con là Tề Dương phi, phải nghiêm khắc quản thúc nó nhiều hơn. Nếu nó dám bắt nạt con thì cứ nói với trẫm. Được, trẫm sẽ xử lý nó. Đa tạ phụ hoàng. Tiểu thư, người còn tâm trạng ở đây uống trà à? Nô tỳ thấy Tề Dương vốn không phải là người dễ chịu gì, đều là tại tên lão tặc Lương Thế Dân hãm hại cha ta. Nếu không ta cũng không gả vào Tề Dương phủ này. Nhưng Lương Thế Dân có quyền lực khống chế triều đình, đến cả bệ hạ còn không coi ra gì, nên bệ hạ mới có ý gả ta đến Bắc Diên, chính là mong ta sẽ phò tá Tiêu Hòa Linh làm thái tử. Khi ta trở thành hoàng hậu, ta sẽ nắm được toàn bộ sức mạnh của Bắc Diên trong tay, là có thể chống lại Lương Thế Dân. Chỉ có như thế, cha và đệ đệ của ta mới có cơ hội sống. Nhưng người cũng thấy rồi đấy, Tề Dương đó giống hệt như lời đồn, là một kẻ vô dụng chỉ biết chơi bời hưởng lạc. Phò tá hắn lên ngôi không phải là làm khó cho người sao? Càng là chuyện khó càng chứng minh được năng lực của ta. Hơn nữa, có sóng gió nào mà ta chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ mỗi chuyện cỏn con này mà ta lại thất bại sao? Dương gia, Dương gia, đây là những thứ người cần, như lời người căn dặn. Người xem, theo yêu cầu của người, nô tài đã chọn màu tươi nhất. Được lắm, được lắm. Nhưng nô tài không hiểu, người cần những thứ này làm gì? Rồi sẽ hữu dụng lắm. Dương gia, hôm qua nô tài gặp Đoan Dương điện hạ ở bên ngoài, diễn xuất của ngài ấy bây giờ thuần thục lắm rồi. Nếu nô tài không biết thì chắc chắn sẽ bị ngài ấy lừa rồi. Nhị đệ này dùng hết mưu kế để ngồi thái tử cho ta, ta không thể để cho đệ ấy toại nguyện được. Dương gia, Dương gia, người rõ ràng là một nam nhân tràn đầy sinh lực, sao cứ phải ra vẻ sống không nổi thế? Tiểu nhân cũng mệt thay cho người. Người thì hiểu gì? Nếu như không diễn đến nơi đến chốn, há chẳng phải quá dễ dàng cho Tiêu Hòa đó sao? Huynh ấy đang một lòng muốn đẩy ngôi thái tử đầy nguy hiểm lên đầu ta. Tiểu nhân hiểu rồi. Ngài ấy có mưu thì chúng ta có kế. Ngày ấy giả giờ làm kẻ phong lưu bên ngoài, còn người thì đóng vai kẻ sống dở chết dở. Đây cũng là hạ sách mà thôi. Ai bảo ta và huynh ấy cùng lúc biết được bí mật động trời đó chứ? Vốn dĩ ta luôn nghĩ là các đời quân vương của Bắc Diên chưa đến 40 đã nhường ngôi cho người khác. Thật ra từ Thái Thái, Thái Thượng Hoàng đến nay đều bất ngờ bị bệnh và băng hà ở tuổi tráng niên. Mà đó là gì? Hoàng thất Bắc Diên bị trúng một lời nguyền đáng sợ. Con cháu nhà Bắc Diên bạc mệnh, giang sơn dễ đổi. Nói chung là
Dù sao đi nữa, người bị lập làm thái tử cũng không thể là ta được. Dương gia, mấy ngày nữa là trong cung sẽ tổ chức hội thao mùa thu. Thuốc ta dặn ngươi chuẩn bị đã có chưa? Đã có rồi. Bây giờ tiểu nhân sẽ đi sắp xếp thỏa đáng. Được lắm. Năm nay ta phải thể hiện thật tốt trước mặt phụ hoàng mới được. Hội thao mùa thu, đây là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt phụ hoàng đây. Sao ngươi lại ở đây? Dương phi không nghỉ ngơi trong phòng mà lại rảnh rỗi đi ngồi xó tường à? Ngồi xó tường là thế nào? Ngươi xem, ngươi nhìn cũng đẹp trai mà sao nói năng nghe như vậy chứ? Ý cô là gì? Thì nghe sao là ý vậy đấy. Ngươi làm gì thế? Bổn vương bị chuột rút rồi. Ta cũng vậy. Cô cũng vậy là thế nào? Mau quỳ xuống đấm bớt chân cho bổn vương. Đấm bớt chân cho ngươi. Lại còn quỳ xuống à? Đại ca, ngươi đi nằm mơ giữa ban ngày đi. Đứng dậy. Nè, cô ả kia. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bình thân. Tạ phụ hoàng. Để Giang Sơn Bắc Diên ta được bền vững, mãi mãi trường tồn, tổ tiên ta đã lập quy định các hoàng tử tham dự hội thao mùa thu, để con cháu Bắc Diên chúng ta cơ thể mạnh mẽ, tinh thần bình tĩnh. Như thế mới có thể đứng ở vị trí bất bại. Nhi thần xin nghe lời giáo huấn. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đại ca, lát nữa huynh đệ ta liên thủ để nhường dáng này cho tam đệ, nhất định phải cho đệ ấy như ý. Dáng này ta sẽ nhường đệ bị loại trước, sau đó ta sẽ tiện đà dấp ngã để thua cái tên ngốc đó. Sao cô lại ở đây? Ta đến giúp ngươi. Cô giúp ta cái gì? Xem đi. Cố lên. Cuộc thi bắt đầu. Ngươi làm gì thế? Ngươi kéo ngược rồi. Cứ mặt ta, đồ nữ nhân thối. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Chúng ta thắng rồi. Tam đệ giỏi lắm. Vẫn là tam đệ lợi hại.
Phụ hoàng, không phải Nhi Thần khoác lác đâu. Nhưng kỹ thuật ném của Nhi Thần quả thực là đã đến cảnh giới siêu phàm. Cứ ném là trúng. Còn cơ thể vô dụng đáng chết của Nhi Thần. Nhi Thần, thôi bỏ đi. Gọi thêm vài người nữa, không khiên nổi. Tề Dương, khá lắm, tiến bộ lắm. Tạ phụ hoàng. Chúc mừng Tề Dương chiến thắng. Chúc mừng đại ca. Sao cô lại ở đây? Ta... Đại tổng, sao mặt đại tổng bẩn thế? Tề Dương Phi, phụ hoàng, mặt con lắm lem thế, là gì sao? Lúc nãy gió to quá nên thổi trúng con à? Gió to, gió to. Có phải là do cô bày trò không? Sao nào, không tệ đúng không? Ta cảnh cáo cô, đừng tự cho là mình thông minh phá rối ta. Nếu không ta sẽ cho cô biết tay. Ngươi sao? Phu thê hai người thì thầm gì đó? Chuyện chúng ta không được nghe à? Không phải. Gió to quá, ta lau mặt cho cô ấy. Đau. Đúng đúng, mặt ta bẩn quá, lau cho ta đi. Dương gia, dòng tiếp theo là chạy đường thẳng. Người có gì chắc chắn không? Chắc chắn à? Thuốc này chính là bảo chứng của ta. Uống vào sẽ máu huyết bừng bừng, chạy còn nhanh hơn cả ngựa quan nữa. Đoan Dương, Cần Dương, thế là ăn chắc. Đi thôi. Lại chơi trò bỏ thuốc cũ mềm. Lại đến nữa à? Hôm nay sẽ cho huynh biết thế nào là tham lợi trước mắt, quên quả sau lưng. Trò mèo mà đòi đấu với ta. Được, được lắm. Xem ra kẻ nào cũng háo thắng. Tiêu Hòa ơi Tiêu Hòa, nếu không có trợ thủ đắc lực như ta thì ngươi phải làm sao? Ta sẽ cho ngươi chạy nhanh hơn ngựa. Tiêu Hòa, giờ ngôi thái tử đi. Lan Quân, mở uống trà. Tam đệ uống trà đi. Nhị đệ, Tam đệ. Vòng thứ ba, thi tốc độ, bắt đầu. Không được, bệnh suyễn của ta lại tái phát rồi. Thái y, thái y. Sao ta có cảm giác có gì đó không ổn vậy? Ah!
không thể nào vượt qua cực hạn của con người rồi. Lẽ nào Tề Dương... Lát nữa chẩn mạch cho Tề Dương, đây là nhân tài hiếm có. Hai vị thái y, ta thấy Dương gia đã chạy hơi quá sức. Thế này đi, ta đưa ngài ấy về nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt. Cô ả này, cuối cùng thì cô đã cho gì vào trà của ta? Thuốc của ngươi trước thì bị Đoan Dương đổi mất rồi. Nếu không có ta, một mình ngươi thì ngươi nghĩ làm sao ngươi vượt qua được người khác? Ta phải cảm ơn cô à? Không cần đâu, bây giờ không phải là lúc cảm ơn. Giờ ta phải nghĩ cách để ngươi phát hết thuốc ra ngoài đã. Không ngờ thân thể của Dương Phi lại quyến rũ như vậy. Ngươi làm gì đấy? Kỳ lạ, Tề Dương đi đâu rồi? Cuộc thi tiếp theo sắp bắt đầu rồi, qua đó tìm đi. Im đi, làm gì thế, cắn ta à? Nhanh lên. Xem ra chỉ còn cách đó thôi. Tuy là cũ nhưng chắc sẽ hiệu quả. Mỗi năm sau khi kết thúc hội thao mùa thu thì trẫm đều cùng với ba vị hoàng tử thưởng thức bữa tiệc thân mật. Tề Dương, sự thể hiện của con hôm nay quả thực khiến ta phải ngạc nhiên đấy. Cũng nhờ ăn may mà thắng được một lần đó thôi. Từ trước tới giờ huynh ấy toàn thua con. Hôm nay chẳng biết gì sao mà cứ như là người khác vậy. Tam đệ không biết rồi, đại ca giờ đây đã thành gia thất, nhưng có thần linh trợ giúp ấy mà. Lão nhị nói cũng có lý lắm. Tề Dương Phi, con mới vào Tề phủ mấy tháng mà Tề Dương đã có tiến bộ lớn như vậy. Công lao của con lớn lắm đấy. Tốt, tốt lắm. Không có đâu ạ. Con chỉ là góp chút sức, trợ giúp được một chút thôi. Còn lại huynh ấy đều phải dựa vào bản thân mình để có thể có được sự yêu thích của phụ hoàng ở hội thao mùa thu. Kỳ nào huynh ấy cũng ở đằng sau luyện công đấy, đúng không? Dương Phi khen quá lời rồi. Nhi thần tư chất kém cỏi, quả thực lấy làm sợ hãi. Khiêm tốn cái gì vậy chứ? Ăn nhiều anh đào, nói ít thôi. Hôm nay ngươi nói trước, cô nói trước đi. Ta nói trước vậy. May là nhờ có ta, hôm nay ngươi mới được tỏa sáng như vậy. Ta thật ngưỡng mộ ngươi lấy được Dương Phi như ta. Chắc là ngươi hạnh phúc lắm nhỉ. Cô không nói cũng không có ai bảo cô bị câm đâu. Ngươi, con người ngươi sao lại thế chứ? Ta giúp đỡ ngươi như vậy, đến câu cảm ơn ngươi cũng không nói được. Cô quả là Dương Phi tốt, người vợ giỏi. Sau này xin cô làm ơn đừng bỏ thuốc ta nữa được không? Ta chẳng phải vì muốn giúp ngươi nổi bật hơn người khác sao? Giúp ta nổi bật à? Lẽ nào không phải vì tư lợi cho cô ư? Dương gia, đến nơi rồi ạ. Đến rồi kìa. Muốn chết quá đi, làm sao bây giờ? Đáng ghét, đó là nụ hôn đầu của Bổn Dương mà. Sao cô ta lại đột ngột hôn ta chứ? Lẽ nào cô ta thèm khát ta lâu nay?
Không ngờ lại để cô ta thỏa mãn dễ dàng như vậy. Đêm nay e rằng cô ta sẽ phấn khích tới mức mất ngủ cả đêm mất. Đồ nữ nhân thối không biết xấu hổ. Không thấy, không nhìn thấy. Chỉ cần ta không nhìn thấy thì sẽ không biết. Không nhìn thấy. Alan, Alan, mau đến đây, đến đây. Nhanh lên, nhanh lên. Mau đi nào. Dương gia, thực ra hôm qua tiểu nhân thấy hết rồi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Dương gia và Dương Phi ở trong phòng. Ngươi nhìn thấy mà còn không đến cứu ta. Còn cười nữa, ta cho ngươi cười này. Mau lên, ngươi ngồi xuống đi. Tiểu thư, người vội vã như vậy là có chuyện gì thế? Ta... Người không biết, hôm qua chúng ta, ta và Tiêu Hòa, tiểu thư muốn nói đến chuyện người và Dương gia ở đằng sau võ đài. Tiểu thư, mau nhanh đỡ ta ngồi xuống. Nhanh lên. Tiểu thư, người đừng lo lắng. Có câu, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Người phải nhanh chóng phò tá Tề Dương lên làm thái tử mới phải. Người nói có lý. Nhưng mà ta đã giúp hắn giành ngôi quán quân trong hội thao mùa thu rồi. Rốt cuộc ta nên làm thế nào đây? Dương gia, theo như lịch trình, hôm nay là ngày người đến Túy Xuân Lâu. Hôm qua người đã tiêu hao thể lực nhiều rồi. Hôm nay có đi nữa không? Đi chứ. Sao lại không đi? Đi ngay bây giờ. Đi thôi. Bãi giá Túy Xuân Lâu. Tên khốn này, dám giống trống khua chiêng đến Túy Xuân Lâu à? Con biết rồi mama. Từ mama. Dương gia, người lâu lắm rồi không đến đấy. Giữa ban ngày ban mặt mà đến Thanh Lâu dạo chơi. Quỳnh thế này quả là không coi ai ra gì mà. Các cô nương, mau đến đây tiếp đón Dương gia đi. Nếu giờ ta đi tố cáo Quỳnh ấy với phụ hoàng thì... May mà có ta. Công tử mời vào. Tiêu Hòa ơi, Tiêu Hòa. Hội thao mùa thu Quỳnh cướp hết vinh quang của ta. Nhưng mà lần này thì Quỳnh đừng trách ta đấy. Tiêu Hòa, ta xem Quỳnh chạy đằng trời. Biển Bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Thế này là thế nào? Nó biến thành con chim. Tam đệ, sao đệ lại đến đây? Ta, đại ca của ta đâu? Mới nãy ta rõ ràng thấy Quỳnh ấy vào đây mà. Tiêu Quải à, Quỳnh ấy ra đằng sau học bài tiếp theo rồi. Học bài à? Tam đệ, đệ có điều không biết rồi. Thực ra ta và Tề Dương đến Túy Xuân Lâu này không phải để uống rượu vui chơi, mà là để giúp đỡ mấy cô nương này tìm lại lối đi đúng đắn. Phu thê bọn ta dạy họ đọc sách biết chữ, nâng cao học thức, là để bọn họ hiểu lễ nghĩa, tường liêm sĩ, sớm ngày ra khỏi Túy Xuân Lâu này. Thế thôi à? Thế thôi. Sao lại thế được? Quỳnh ấy, tam đệ, đệ muốn cùng ta dạy học đúng không? Không, không phải. Không đâu. Không sao đâu, được mà. Cáo từ. Được rồi. Tam đệ, vậy đệ đi nhé. Ta phải lên lớp đây. Các cô nương, bắt đầu lên lớp đi nào. Mối nguy đã được loại bỏ. Tiêu Tiệp bị ta đuổi khéo đi rồi. Hôm nay may mà có ta đấy. Nếu không nhờ ta là ngươi bị bắt tại trận rồi. May mà vừa nãy ta nhanh trí giúp ngươi che giấu đấy. Ngươi đang cảm ơn ta đấy à? Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì ta cũng chấp nhận.
xin lỗi, tao quên mất. Nào, nào, nào. Được rồi. Họ Phó kia, cô hết lần này tới lần khác làm hỏng chuyện tốt của ta. Rốt cuộc cô có mưu gì? Từ nay trở đi, ta chính thức tuyên chiến với cô. Có cô thì không có ta, có ta thì không có cô. Họ Tiêu kia, ta đã không tính toán chuyện cũ mà giúp ngươi, ngươi lại còn muốn tuyên chiến với ta ư? Cái đầu ngươi có phải bị bệnh rồi không hả? Đúng thế, ta bị bệnh đấy. Bệnh của ta chính là lấy phải cô. Ta cũng hối hận đã gả cho ngươi. Ả đàn bà này, hôm nay xem ta có giết cô không. Cứu mạng, cứu mạng, giết người rồi. Kẻ đánh đá kia, hôm nay ta phải giết cô. Cứu mạng. Đây chẳng phải là son phấn của nữ nhân dùng sao? Đường đường một đấng nam nhân như Tề Dương, sao mang theo mấy thứ này bên người? Lời đồn rằng Tề Dương có tính phong lưu, hôm nay được chứng kiến quả nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Cứu mạng. Đứng yên. Đợi một lát, nghĩ một chút. Nữ nhân ác độc này, hôm nay ta nhất định cho cô biết tay. Tiêu Hòa, rốt cuộc ngươi vẫn chưa chịu thôi sao? Đây là cái gì? Thứ mà nữ nhi các cô dùng mà còn phải hỏi ta sao? Ta đương nhiên biết đây là gì. Ý ta là sao ngươi lại mang theo thứ này? Sao nào? Cô mà thích, ngày mai ta có thể làm cho cô. Chỉ là nếu theo cái dốc dáng này của cô thì ta phải bóp nhỏ lại vài tấc mới vừa. Như thế cũng được, tiết kiệm cho ta không ít ngân lượng mua giải. Tiêu Hòa, ta... Nguy hiểm. Đúng đó. Bao nhiêu đường? Tránh ra. Tránh hết ra. Ta bị thương rồi. Ta bị thương rồi. Đau quá. Là ta bị thương đấy. Dương gia, thì ra hôm đó người bảo tiểu nhân chuẩn bị yếm và son là để có thể dùng trong tình cảnh như ngày hôm nay. Dương gia thật biết lo trước tính sao. Có chuẩn bị sẽ không sợ gì hết. Ta muốn để tất cả mọi người tận mắt thấy Tiêu Hòa ta chính là một công tử ăn chơi xa đọa. Ngày mai tấu xớ và tội người. Tiểu nhân nghĩ có lẽ bàn của bệ hạ không đủ chỗ mất. Nhưng Dương gia, từ sau khi Dương Phi được gả tới đây, tần suất bị thương của người cũng cao lên đáng kể. Nữ nhân này đến là để khắc ta đây mà. Bác tự của ta và cô ta chắc chắn là không hợp. Cứ tiếp tục thế này, cho dù ta không bị lời nguyền kế thừa ngay vàng hại chết, thì sớm muộn cũng bị cô ta giày dò chết mất. Phải nhanh chóng đuổi cô ta đi mới được. Dương gia, sắp đến Tết quỷ phù rồi. Tiểu nhân có một cách. Được lắm. Kế này hay đấy. Như thế thì không cần ta đuổi cô ta đi. Tự cô ta cũng... Tên Tiêu Hòa này, ngày thường phong lưu đã đành, lại còn lấy trộm quần áo, đồ dùng hàng ngày và phấn trang điểm của nữ nhi nữa. Thì ra là ở đây. Ta phải mau chóng giúp hắn, lén lút dứt mấy thứ này đi. Nếu không bị người ta phát hiện thì hắn càng không làm thái tử được mất. Adam, tại sao cô ta lại không muốn nhìn ta?
Dương gia, Dương Phi không phải là không muốn nhìn người, mà là không dám nhìn người, bởi vì cô ấy đang né tránh. Điều đó nói lên điều gì? Điều đó chứng tỏ ánh mắt của một nữ nhân bắt gặp ánh mắt của người nhưng lại nhanh chóng né tránh, thì cô ấy chắc chắn đã có tình cảm với người. Hắn bị điên rồi. Dương gia, người nhìn, nhìn kìa, cô ấy cười rồi. Dương Phi cười với người kìa. Không biết bệnh này của Dương gia có truyền nhiễm không, ta cứ nên né trước thì hơn. Nụ cười e thẹn lại duyên dáng thế này chứng tỏ điều gì? Nếu một nữ nhân cứ cười với người mà không nói gì thì chứng tỏ nữ nhân này không những trong lòng có người mà còn cực kỳ thích người đấy ạ. Tề Dương cả ngày lông bông gây chuyện thị phi, thế mà chẳng ngờ lấy được một người vợ vô cùng tháo giác. Tình tiết sau này sẽ càng ngày càng hay đây. Bệ hạ, người đúng là có mắt tinh tường. Mấy vị hoàng tử chắc chắn là không ngờ được. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của người. Đoan Dương bây giờ có thể dắt được mấy cục đá rồi. Đoan Dương đã phá cự thạch trận rồi ạ. Ngài ấy bây giờ đã luyện đẩy đá một tay rồi. Một tay đó bệ hạ. Bệ hạ, còn về phía Tần Dương ngài ấy đang... Được rồi, được rồi. Nói thì không cần nói nữa. Các hoàng tử khác là ông trời ban cơm cho, nó thì cướp cơm từ miệng ông trời. Sau này đừng gọi nó là Cần Dương nữa, gọi nó là Đại Dị Dương. Bệ hạ, người không cần phải lo. Người nhất định sẽ chọn ra được một vị thái tử như ý muốn. Trẫm bảo ngươi sắp xếp chúng ta đi du ngoạn. Ngươi làm đến đâu rồi? Nô tài đã tìm được địa điểm theo yêu cầu của bệ hạ rồi. Vài ngày nữa ba vị điện hạ có thể xuất phát rồi ạ. Ba đứa con trai của trẫm khi nào mới hiểu chuyện đây? Bổn Dương thấy có lỗi vì những hành động trước kia của mình, vậy nên đêm nay mời Dương Phi đến đây dùng bữa để tỏ lòng xin lỗi. Qua giờ hợi hôm nay là đến Tết Quỷ Phù của Bắc Diên ta. Không biết Dương Phi đã bao giờ nghe đến chưa? Ta biết chứ. Ta nghe nói bách tính của Bắc Diên đều sẽ tế thờ người thân đã qua đời vào ngày hôm nay. Sao vậy? Không những thế, Tết Quỷ Phù của Bắc Diên cũng là ngày quỷ môn quan mở cửa. Nghe nói mỗi khi gần đến ngày này, rất nhiều người đều đã nhìn thấy thứ đó. Cái gì thế này? Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn kìa. Dương Phi sao vậy? Ở đằng sau ngươi, ngươi không nhìn thấy sao? Dương Phi cứ nói đùa, làm gì có ai chứ? Cứu giới, có ma. Đừng qua đây, đừng qua đây. Đừng qua đây, đừng qua đây. Đừng qua đây. Có phải Bổn Dương hơi quá không nhỉ? Lùi xuống. Không được làm hại Dương Phi của ta. Đây là ma gì vậy? Hình như mình giúp Dương gia mất rồi. Xuống đi, nặng quá đấy. Không ngờ Tề Dương phủ lại có ma. Nô tỳ thấy nơi này không nên ở lâu. Hay là mình âm thầm trốn đi tiểu thư? Tiểu thư, chúng ta trốn đi đi. Không sao, làm gì không có thể bỏ cuộc giữa chừng chứ. Không sao, ta ngủ một giấc là ổn. Ngươi lùi ra trước đi.
Xem ra lần này đúng là làm cô ta sợ rồi. Sao người đi mà không có tiếng động vậy? Là Dương gia bảo tiểu nhân đóng giả làm cương thi mà. Cương thi không được có tiếng động. Hay hôm nay thôi đi vậy. Nó ở đằng sau ngươi. Ở đằng sau ngươi. Nó đằng sau ngươi. Dương phi đừng sợ, cùng lắm ta liều với hắn. Ngươi đừng liều với hắn. Ngươi đi đi. Hắn lại đến rồi. Bức màn này hơi ngột. Bỗng dưng thấy hơi khó thở. Ta cũng thế. Vậy ngươi quay qua kia trước đi. Nguy hiểm. Hắn ta đến rồi. Cương thi thối, dám ức hiếp tiểu thư nhà ta. Đánh chết ngươi. Là ta Adam, đánh chết ngươi. Adam, là ngươi. Diễn hỏng rồi. Cho nên lần trước cũng là ngươi có đúng không? Lúc thì là ma té hồ, lúc thì là cương thi. Ngươi quả là Adam bách biến đó. Dương gia nói, là một tùy tùng mẫn cán thì phải dũng cảm thử thách mọi vai trò. Đi mà thử thách đi. Nhập vai quá rồi. Nè, ngươi nói cho ta nghe xem. Ngươi đường đường là Tề Dương mà dở ba cái thủ đoạn đê hèn này ra, rốt cuộc là vì sao chứ? Thì cũng do cô tự chuốc lấy thôi. Ai bảo cô tốn công suy nghĩ để giúp bổn Dương nổi trội làm gì? Đây chính là hậu quả cho việc cô ham hư vinh, mê danh lợi đó. Ta ham danh lợi, mê hư vinh sao? Ngươi biết ta làm vậy rốt cuộc là vì cái gì không? Còn gì cái gì nữa? Cô có cách giải thích nào hợp lý hơn không? Rõ ràng là vì muốn làm thái tử phi còn gì. Ta đã nói là không phải. Thế thì gì cái gì cô nói đi. Ta thích ngươi, được chưa? Ta thích ngươi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn lần thứ hai bèn say mê, lần thứ ba thì chìm đắm. Vậy nên ta mới dày mặt giúp đỡ ngươi, như vậy được chưa? Sức hút đáng chết của ta đây mà. Ngươi đứng dậy cho ta. Đi ra. Khoan đã. Ngươi làm gì vậy? Dọa chết ta rồi. Sao ngươi còn ở đây thế? Dương gia, không ngờ Dương phi lại thẳng thắn bày tỏ một cách mãnh liệt như vậy. Bạn nãy có phải là người được tỏ tình không? Thế à? Ngươi cũng cảm thấy là cô ta đang tỏ tình với ta sao? Đã nói quịch tẹt ra như vậy rồi, Adam rất khó để nghĩ khác đi. Thật là không ngờ ta đã cố tình che giấu tài năng rồi, vậy mà vẫn bị cô ta phát hiện ra khí chất ẩn giấu và tài năng giàu dạt của ta. Ôi cái sức hút đáng chết này. Adam, nỗi khổ này ngươi không hiểu được đâu. Phụ hoàng,
Nhi thần nghe nói đại ca đã làm rất nhiều việc thiện, bách tính khắp nơi đều ngợi khen huynh ấy. Kẻ nào lại đặc biệt thế? Nhi thần cả ngày chỉ biết ăn chơi rượu chè, làm việc thiện bao giờ? Thực ra ý của Dương gia là huynh ấy ngày ngày đến Túy Xuân lâu không phải để uống rượu ca hát đâu, mà là để dạy các cô nương ở đó biết chữ. Là thật đấy, tam đệ cũng từng thấy rồi mà, không sao chút nào, đúng không? Đúng thế không? Thưa phụ hoàng, nhi thần từ khi lấy vợ đến nay cứ như được thần linh trợ giúp, đã bỏ được tật xấu trước kia. Nhi thần nghĩ nhị đệ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng nên tìm cái đệ ấy một hiền thê chứ nhỉ? Phụ hoàng, sức khỏe của nhi thần thế này, nếu như lấy thê tử về e rằng là hại người ta mất. Đúng, phải đấy. Cứ để nhi thần cô độc một mình đi, sau này có mệnh hệ gì thì cũng không có dương vấn gì. Nhị đệ, chính vì thế lại càng phải vui chơi tận hưởng, lấy vợ thành thân chứ. Nhi thần nghe nói Lâm tướng quân có cô con gái là Lâm Nhược Nhan, trước đây có từng gặp nhị đệ vài lần, tính ra cũng là môn đăng hộ đối lắm. Trẫm vừa hay cũng có ý này. Tề Dương và trẫm có chung ý tưởng đấy. Nếu Tiêu Du lấy thiên kim nhà Lâm tướng quân thì dựa vào thế lực của tướng quân ở trong triều đình, há chẳng phải sẽ là mối nguy cho ngôi vị thái tử của Tiêu Hòa sao? Chuyện này có vẻ không ổn rồi. Nhược Nhan đến trễ, mong bệ hạ thứ tội. Nhược Nhan tham kiến bệ hạ. Tề Dương, Đoan Dương, Cần Dương điện hạ và Tề Dương phi. Thôi xong, đây là tiệc xem mắt sao? Lâm cô nương là do trẫm mời đến, các con có thời gian thì hãy thường xuyên tụ tập hàn huyên. Mau ngồi đi. Tạ ơn bệ hạ. Sao ta cứ cảm thấy Lâm cô nương này nhìn ta với ánh mắt hơi kỳ lạ vậy nhỉ? Đừng nói là ngươi với cô ta có gian tình nhé. Nữ nhân kia, làm ơn đừng tưởng tượng nữa. Đừng có động một cái là ghen tuông chứ. Cho dù Bổng Dương có phong lưu thì cũng không phải ai ta cũng siêu lòng. Ban nãy trẫm đang nói đến chuyện Tác Thành Con và Đoan Dương. Đang nói thì con đến. Con xem, đây là duyên phận rồi. Tiểu nữ chưa từng nghĩ đến có một ngày được đích thân bệ hạ ban hôn cho tiểu nữ và Đoan Dương điện hạ. Nhược Nhan xin được khấu tạ thánh ân của bệ hạ tại đây. Nhị đệ, còn không mau cùng khấu tạ thánh ân. Tạ phụ hoàng. Mau đứng lên, ngồi đi. Đoan Dương điện hạ, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để huynh thua Tề Dương điện hạ đâu. Bệ hạ, xin hãy uống thuốc đi. Không uống, không uống, không uống đâu. Cô hãy tránh xa ta. Lâm Nhược Nhan là một cô gái giỏi giang tháo giác, tuyệt đối không thể để cô ta hại Bổng Dương được. Dương gia, Dương gia, cái cô tiểu thư nhà họ Lâm, cô ta lại đến nữa rồi. Đại tẩu, sao tẩu lại đến đây cùng với Lâm tiểu thư vậy? Lâm Nhược Nhan,
Cô đừng tưởng ta không biết cô đang âm mưu điều gì, muốn để cha cô phò tá Tiêu Du à? Đừng có mơ, ta sẽ không để cô tọa nguyện đâu. Thái tử chỉ có thể là Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chỉ là một kẻ ăn chơi, rõ ràng là một tên vô dụng. Thái tử chỉ có thể là Tiêu Du, mà cũng chỉ có thể là Tiêu Du. Ta nhất định sẽ trở thành Đoan Dương Phi, trở thành Thái tử Phi, thành Hoàng hậu. Không ai có thể ngăn cản ta. Hay là hai vị nhìn Bổn Dương đây này, có chuyện gì thì nói với Bổn Dương. Hai vị cứ không nói gì thế này thì không ai muốn xem đâu. Có phải là bọn họ đang nói chuyện, chỉ là chúng ta không nghe thấy không? Có nói gì đâu ạ. Tài diễn xuất của Tiêu Du ngày càng tinh tế, hại Bổn Dương lại phải thể hiện trước mặt phụ hoàng. May nhờ Bổn Dương thông minh, thấy được phụ hoàng muốn tác hợp cho hôn sự của con gái làm tướng quân với nhị đệ, thế là canh ngay lúc thích hợp để thúc đẩy hôn sự này. Dương gia, tiểu nhân không hiểu, người làm vậy không phải là thuận theo ý của bệ hạ rồi sao? Thế thì bệ hạ sẽ càng coi trọng người hơn thì sao? Phải lùi một bước mới tiến ba bước chứ. Bổn Dương từ lâu đã nghe nói Lâm Nhược Nhan giống tính Lâm tướng quân rất hiếu thắng, làm sao cô ta có thể bằng lòng để phu quân chỉ là một vị Dương gia tầm thường chứ? Cô ta nhất định sẽ phải đẩy Đoan Dương lên. Dương gia, người quả là thông minh. Chuyện đã đến nước này, vậy thì nhị đệ Bổn Dương sẽ giúp để dệt thêm qua, thêu thêm gấm. Đến xem thử đi. Đến mua một chiếc đi nào. Mau đi đi, nhất định phải mua một loại đá to nhất, nặng nhất. Nô tài hiểu rõ. Mau đi đi, nhất định phải mua được loại thuốc kích thích mạnh nhất cho ta. Vâng, thưa tiểu thư. Dương gia, đã vào tay chúng ta rồi. Lần này Tiêu Du có không muốn lấy Lâm Nhược Nhan cũng không được rồi.